mọi người nghĩ là chụp hình cho mèo có dễ không có ai nuôi mèo mà muốn bé cưng nhà mình nó có mấy tấm hình xịn xò giống như vậy hay kiểu này hay là thế này không? Bữa nay á, tôi lên cái clip hậu trường rồi sẵn hướng dẫn cho mấy bà cách chụp hình cho mèo luôn. Chủ đề cái buổi chụp hình này á, sẽ là Giáng sinh. Vậy thì cái điều đầu tiên muốn đúng chủ đề thì phải có đồ Giáng sinh cái đã. Mọi người cùng tôi á, đi lựa đồ cái nha. Nhà tôi thì có tổng cộng là bốn con mèo. Vậy nên nó là tôi sẽ lựa hai cái nó và hai cái khăn tràng cho tụi nó. Rồi mọi người có biết là tôi lấy cái cài bông hoa để làm gì không? Để cài lên đầu nhưng mà không phải là đầu của tụi nó mà là đầu của tôi. Nhà cô Na mà chụp hình mấy em mà không có cô Na thì có phải là thiếu thiếu không? Bây giờ là tới cái bước hai, cái bước mà mặc đồ cho tụi nó. Không biết là mèo nhà mọi người sao nha chứ mèo nhà tôi nó không có thích mặc đồ nói chung á là tụi nó cũng chỉ vì miếng cơm ăn cá mà tụi nó nhịn nhục tôi thôi chứ tụi nó không có ham muốn gì trong cái chuyện mặc đồ hết trơn mặc đồ xong á thì đến cái công đoạn sắp xếp chỗ ngồi không có một cái công thức nào hay là một cái lý do nào cho cái việc là tôi sắp xếp bi mon út dâu ngồi trước hay sau chỉ cần tụi nó ngồi và ngồi im cạnh nhau là tôi mừng lắm rồi còn bây giờ là lúc chia sẻ bí kíp nè lý do gì mà tôi luôn chụp ra được những tấm hình rất đẹp đến mức mà hôm bữa có bạn nhắn tin hỏi tôi là có phải tôi làm bên nhiếp ảnh không tại vì bạn muốn chụp hình cho mèo nhà bạn hmm tôi có nên suy nghĩ về chuyện là mở một cái phòng chụp ảnh cho mèo không ta nói chứ mèo nhà tôi tôi còn răng đe được còn la được còn bắt nó ngồi im được chứ mèo nhà người ta tôi mà la nó chắc nó cào nát mặt tôi bí kíp của tôi đó là mọi người phải đầu tư một cái cần câu cần câu là cái thứ mà tôi thấy là nhà nào nuôi mèo cũng cần có luôn á tại vì theo như tôi thấy là hầu hết con mèo nào nó cũng thích cần câu mà đúng không nếu mà mọi người chụp một bé mèo thì sẽ rất là dễ nhưng mà mục đích tôi dùng cần câu là để cho các bé mèo nó ngước lên tại vì khi các bé ngước lên á thì nhìn tụi nó sẽ rất là tròn kiểu là có một cái phần lông phía dưới á, nhìn sẽ giống như là cái nọng vậy đó cho dù là bé mèo ốm thì nhìn cũng sẽ rất là cute chụp nhiều em mèo sẽ khó hơn tại vì sẽ rất khó để mà bắt mấy bé phải ở chung một khung hình rồi cũng phải nhìn về một hướng nữa thường á là tôi sẽ chọn một cái góc nào đó cố định ví dụ như là sofa hoặc là cái góc ở trong phòng làm việc của tôi nè xong rồi lại tiếp tục dùng cần câu để mà dụ các bé chụp hình thôi ngoài cần câu ra thì mọi người còn có thể dùng thêm sức thưởng để gây sự chú ý của các bé nói chung á là còn có một tuần nữa là tới noel thôi hy vọng là nhờ cái tiếp này á, thì mọi người sẽ có những tấm hình cho mèo thật là lung linh ai nhìn cũng mê luôn nha nhà tôi á thường sau khi mà làm một cái hành động gì đó mà có sự giúp đỡ của bimon út dâu ví dụ như là tôi muốn tắm cho tụi nó nè cắt móng nè vệ sinh nè hay là những lúc mà tôi chụp hình cho tụi nó thì sau đó tôi sẽ cho tụi nó ăn giúp thưởng giống như là một lời cảm ơn để mấy bé mèo á sẽ cảm thấy là thoải mái hơn và tụi nó cũng sẽ hợp tác hơn nữa tại vì á tụi nó sẽ nghĩ là à nếu như mà mình ngoan á thì mình sẽ được ăn giúp thưởng hy vọng là mọi người cũng sẽ thành công nha